Ôi trời, thế là công đã chính thức toang. Ông trời thật bất công với công mà. Chưa sơ muối được gì, giờ đây đã thành công cốc. Ăn được đã đành, nhưng lại méo được miếng nào, lại còn mang tiếng. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Đã thế lại còn bị bắt tại trận, hết đường chối cãi. Đúng là nỗi oan thị kính nào ai thấu. Có gột rửa ba đời hay nhảy xuống sông cũng khó lòng mà tẩy sạch được. Thực ra ông trời đã sinh ra ai thì người đó đều có giá trị cả. Chẳng qua là thời đã đến hay chưa không mà thôi. Và Hoàng Trần Ngọc Hà được ông trời phái xuống nhà ông Toại bà Cúc chỉ để làm việc lớn. Còn mấy cái lặt vặt quét nhà rửa bát cho lợn ăn thì chẳng qua là cô không đam mê mà thôi. Trước giờ ai cũng nghĩ Hà là hữu dung vô mưu, nhưng được cái là đa nghi như Tào Tháo. Và độ tự tin thì đố bố con thằng nào bằng. Khi nghe lỏm được cú điện thoại của Giang Mai, rồi sau đó là thấy anh công tót đi ngay, thì Hà đã đứng ra cam kết và đánh cược bằng uy tín, bằng danh dự của bản thân, quyết định lên đường bắt gian. Tới nơi thì cả hai núp lùm quan sát, chờ mãi một tiếng đồng hồ lận vẫn không thấy công Mai chủ động thủ gì. Trâm Anh nóng ruột giục Hà về khiến cô xị mặt. Đang toan rảo bước định quay về thì trong kia bất ngờ thấy công sau khi thông thủy xong đã đứng phủi tay. Rồi từ xa xa cách khoảng 3 mét, em Mai đang đứng âu yếm tỉnh tứ nhìn anh công, rồi phóc một cái, không để công phản ứng, Mai đã tung đòn cho phó. Mai đã tung đòn cho sói vồ mồi, dùng hai chi trước ghì lấy ót của công. Đoạn Giang Mai đớp ngay vào cổ, nhưng không may lại trúng phải lưỡi của công, khiến công u ớ dạy dụa mãi không thôi. Thực ra thì Mai cũng không có ý gì xấu cả, tất cả cô đứng vì nền nông nghiệp nước nhà. Khi thấy anh công rất giỏi kiến thức nên Mai chỉ muốn nhân giống anh ra và kết hợp lai giống giữa giống khoai cu to của anh công và giống ngao nhiều nước của mình mà thôi. Hà và Trâm Anh khi thấy anh công đang húp trà thì lồng lộn lên định phi thân lao vào, nhưng bị hai chim lợn thành danh ngăn lại. Thì ra lúc nãy giờ hai ông thấy Hà và Trâm Anh đi thì cũng nhanh chóng phi theo phòng tai họa. Một cuộc cãi lộn suýt đánh nhau giữa phe đàn ông và phái phụ nữ khi đội chị em muốn lao vào vả cho công và Giang Mai kia một phát vào mặt. Còn với kinh nghiệm của cánh anh em thì những lúc như thế này là không nên làm to chuyện. Đừng vì con bồ mà lại lên mạng xã hội đau đầu lắm. Hết lòng xào dưa đến bún đậu mắm tôm ở thêm khoai tây lai sỏ lông này nữa thì chẳng hay ho gì. Khéo anh công lại còn bị kỷ luật đảng như chơi.